đấy, nhìn nó quay đầu chưa? Đấy, nhìn nó đấy. Thế tôi vỉa sang đây cái vai của mình bằng cái mép đấy là mình bắt đầu đánh hết lái. Đâu, nhưng mà mình phải, chỉ luôn nhé, mình phải cảm giác. Đây này, đến cái đít xe con VinFast, trên kia nó có con VinFast, đến đít xe đấy đạp hết côn về số 1 cho tôi. Đạp hết côn về số 1. Vai của ông bằng con đít xe đấy nhá, đạp hết côn về số 1. Không được phanh, cứ thả trôi thôi. Tôi chưa dạy ông phanh. Ông cứ đi thôi. Này, vai của ông bằng con này. Vai bằng nhá. Đạp hết côn về số 1, đạp nhanh. Về số 1 mà. Rồi. Đánh nhẹ, không được đánh nhanh, đánh nhẹ đồ, đánh hết. Xe ra giữa đường phải đánh hết ngay. Hết đi, hết chưa? Đã hết đâu. Đấy, ông qua cua thế này cua không được. Nhả nhanh không đâm vào đây. Nhả nhanh không đâm. Đấy, được rồi, như thế gần đẹp rồi, 8 điểm rồi nhá. Nào, đi tiến đi. Đi. Ừ. Để tí ra. Ga. Được chưa? Ê, con kia tốt như kia đạp không vào được. Đạp cứ đạp hết cái đi, đạp hết cái nào, đạp hết cái về số 2 nào, đạp hết côn nào, về số 2 nào. Cứ đi đi, nó có đâm rồi, nên nó ông đâm không? Ông không được đi giữa đường. Đi ôm vào đây. Đi một làn rồi. Thì thằng đằng sau nó còn biết là ông đi làn nào không, nó đích vào. Cứ đi đi, cứ đi thì không phải sợ. Cứ đi đến sát nó đi. Ê, không tôi... đi không được thì đi, lùi lại. Xi nhan phải. Đã nó bao giờ ông phải gần đến nó ông mới được sang làn. Ê, tôi sợ. Sợ thì phải, sợ thì phải xi nhan phải chứ. Ok. Nhá. Đi đi. Sợ gì nó. Cứ đi không phải sợ, tôi bảo ông không phải sợ. Ông chết người rồi. Nhá. Chỉ có ông không biết làm thì nó nát xe đi thôi. Nhà lái không được đâu bởi vì ạ. Rồi ok, đạp ga vào. Con số 2 nó chậm quá. Số 2 đừng để nó chậm quá. Số 2 nó chậm quá, đi nó côn nó nặng nó gì nó. Đấy. Đã máy. Nhìn cái cọc tiêu trên kia nhá. Rồi nhá chị. Đấy, đạp hết côn về số 1 nhá. Tí nữa. Rồi, đạp hết côn về số 1. Đánh nào, đánh nhẹ đi, bắt đầu đánh. Ô gà, đừng phanh, không được phanh. Ô, tôi không phanh, tôi nhả côn ấy. Ô, ông làm gì ấy? Tôi nhả côn ấy. Ông làm cái gì mà nó lại sao lại tăng tốc này? Tôi không biết. Đạp phanh đứng lại, hết côn phanh đứng lại nào. Hết côn phanh đứng lại nào. Côn đâu, hết phanh côn, cả côn lẫn phanh. Nó phát đi. Xi nhan trái nào. Hết lái nào. Vừa hết lái vừa nhà côn. Tôi có bỏ nhà côn đâu. À thế à? Chết máy rồi đúng không? Chết máy rồi. Tôi nói thì làm đấy thôi, đừng làm thêm. Không phải, không hiểu, ông hiểu không? Lúc cuống. Thắng đi. Lên số nha. Lên số 2, cũng được. Có tí học núi nữa nào. Thôi. Nha, đi đến cái này lại đạp số 1 này. Đấy, phải tốc độ này này, đạp số 1. Đấy. Rồi. Quá đấy, quá xe này, vai ông nó đi qua cái mỏm này tí đánh này. Rồi. Đánh nhanh. Tôi vẫn đạp côn đấy. Ừ, phải đạp côn chứ. Không ấy à. Đánh nhanh mà không hết lái à? Ừ đây. Tức là nó bị quá đúng không? Ừ, hơi quá một tí thôi, không sao cả, thế nó vừa rồi. Tôi tạm thời cứ cua được đã. Ừ, cứ cua đi cho nó hiểu bài đó. Đấy, cứ đi tiếp. Rồi. Ép con số vào lòng chỉ số 2, ép côn vào. Đấy. Có bao giờ có được vừa côn vừa ga không? Ừ. Thì chốc nữa ông đỗ lại ông thử vừa côn vừa ga xem nó ra tiếng gì. Nó gọi ê đúng không? Ừ, nó có rú ấm lên thôi, nó không đi được. Nhưng mà đi xe côn nó hay như thế. Nếu có đạp nhầm chân ga thì cái chân côn mình vẫn đạp, xe nó không tiến. Ừ. Đấy, như thế này đâu ông biết lái được đấy. Thế thôi, ông chỉ có thể, ông bây giờ tập xử lý. Tập xử lý là đi nhanh hơn và tập xử lý xe đối diện. Đối diện, rồi là góc cua nào, cua chỗ nào cho nó phù hợp. Hôm nào phải học bó vỉa lùi. Bó vỉa đấy. Học lùi. Lùi và đỗ. Lùi bó vỉa. Sắt và quay đầu nha. Quay đầu tôi vẫn chưa được đâu. Cảm bây giờ thế này nhá. Bây giờ thế này này, đi thẳng lên trên kia, không quay đầu lại nữa. Đi thẳng lên kia thôi. Thẳng lên kia. Đi thẳng lên. Đấy, đi thẳng lên cái trước mặt đấy. Đi thẳng lên. Đi thẳng lên nhá. Ôi, trên đây còn đoạn nữa này. Vai ông bằng cái cọc tiêu này. Vai ông bằng cái cọc tiêu này. Có côn không? Đánh nãy vào đây. Có côn không? Có chứ. Luôn luôn cua là phải. Đây, phanh. Ô, không được rồi. Phanh đứng lại nhá. Bây giờ này xi nhan trái. Được chưa? Rồi. Vào số 1, đánh hết lái sang trái. Vào số 1 đánh hết lái sang trái. Được chưa? Rồi. Nhà côn từ từ cho xe đi nào. Nhà côn một nửa. Nhà phanh. Rồi cứ giữ yên đấy. Ừ. Cứ giữ yên đấy. Rồi. Cứ giữ yên đấy. Quay 1-2 vòng cho nó chóng mặt đi. Giữ yên đấy, ok. Thế à? Đấy. Hiểu quay đầu là gì chưa? Đấy, quay đầu là như thế này thôi.
Hiểu chưa? Cứ để nguyên thế này luôn. Ừ, thế nào nó quay đầu. Được chưa? Bây giờ nhà nái là đi thẳng. Đấy, ông nhà nái đi, nó nhà đi chưa, thẳng. Nhà chưa? Ông nhà đi, nhà nái đi, đi thẳng. Đây. Nhà nái đi vào đường đi. Nhà chậm thôi, từ từ thôi. Đấy, phải bám đường, nhà nó sao phải bám. Đây nó có chiết đấy à. Chiết ở đường. Đấy, đạp ga vào. Đạp ga vào là về số 2. Đấy, hiểu chưa? Hiểu thế nào quay đầu chưa? Đấy là như thế rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải quay làm sao để cho nó vào cái vỉa đấy. Chưa? Mình bám sát cái vỉa đấy thì xe máy nó không chèn vào trong của mình. Chèn xe máy, nhiều cái xe máy nó chèn vào trong lòng này này. Không hiểu chưa? Nên ông phải bó sát vỉa thế. Chưa, tôi chưa làm được đâu, phải mấy hôm nữa. Tăng lên ép số vào lòng này. Đấy, em cũng rồi, ok, thế thôi, đi thôi, tăng tốc này. Phải vào côn ngay nhá, xong số phát phải vào ga ngay. Đừng để nó mất tốc độ thế. Mất tốc độ thế. Tức là tôi vừa nhả một tí thôi là tôi cũng phải có thể đệm vào ga vào luôn. Đúng rồi. Đệm nhưng mà vừa phải thôi, không là máy nó rú làm nên. Mà thực ra thì ông cứ vào xong số ông nhả hẳn côn thôi. Bởi vì bánh nó đang lăn mà nó chết máy sao được. À thế à? Nhả nhanh cũng được đúng không? Chỉ có số 1 là mình nâng được thôi đúng không? Bởi vì cái lúc đấy là xe ông đang đứng yên. Ok. Thì ông phải giảm lửa côn. Được. Đấy. Ông cứ biết được cách giảm lửa côn, sau này ông học cái bài nên dốc là rất dễ. Ok. Hôm nào sẽ tìm quyết. Hôm nào phải nên cầu Vũ Yên V-Ship. Cầu Vũ Yên V-Ship để tôi dạy ông cái bài khởi hành ngang dốc. Nha. Cầu Vũ Yên V-Ship. Đến chỗ em không có nữa. Lại tiếp tục. Đến cái cọc tiêu tí. Quá cọc tiêu tí. Đào hết côn. Quá đã. Số 1. Để xe trôi đi, cứ để trôi đi. Vai ông nó đi qua cái mỏm này một tí. Rồi. Đánh hết đấy. Đấy, nhưng vẫn rộng lắm. Thôi rồi, cứ tập đi. Nhả không quyết đấy. Nhả không quyết đấy. Rồi. Đấy, đấy nó là như thế thôi. Con quên ông đệm ga rồi. Đệm ga số 1 mà ông chả sợ. Đệm ga nào. Đệm ga nào. Tí nữa. Rồi còn nhả đào côn về số 2. Đấy thế thôi. Đấy nhá, chưa quen nhá. Nó chưa quen thế là được rồi đấy. Thế là chán. Cái gì cái không? Tôi đang bấm bên phanh tay. À. Chán chưa? Chán rồi. Chán chưa? Bây giờ tôi lái về nhá. Ừ, lái về đi. Trời, nhưng mà ông ra đường không sợ xe không? Có. Thế thì lái ra được. Lái đến đoạn kia thôi xong cho tôi lái. Lái ra đến đầu đường nhá. Đầu đường xong vào trong đường làng ấy. Để tôi lái. Không, tôi lái. Cứ đi từ từ. Cứ đi như này thôi. Quay đầu về, quay đầu về đi thôi. Quay đầu về review xe nhá. Sạc chưa? Okay. Bây giờ đi thẳng đi. Thẳng nhá. Thắt ấy vào chưa? An toàn thắt vào. Thắt vào. Thắt để con nhỏ tạo thói quen đi. Nhìn bánh. Không, tạo thói quen đi, không được. Tạo thói quen nhá. Quen luôn nhá. Mang lại xong rồi. Đạp hết côn. Đạp hết côn rồi. Có cần giữ chân phanh không? Đạp hết côn có cũng được. Ok. Vào số 1 nào. Vào số 1 này. Ép vào lòng trái rồi. Hạ phanh tay. Hạ phanh tay. Hạ đi. Bỏ này ra tí. Hạ phanh tay. Nhả côn từ từ nào. Nhả từ từ. Nhà từ từ giữ thẳng lái, nếu ăn nghịch lái giữ thẳng lái. Nhà từ từ đây nhà đi, cứ nhà thôi, cứ nhà từ từ, nhà cho xe đi đi. Nhà chậm quá. Chậm giữ quá. Ông không nhà chân phải à? Chân phải không nhả ra à? Phanh cũng phải nhả đúng không? Thế không làm sao đi được. Ok. Nào nào. Đạp hết côn để nói lại, để số 1 được, không cần phải giá đâu. Để số 1 được. Nào để máy lại đi, để máy lại đi. Bỏ chân phải ra nào, bỏ chân phải ra. Rồi. Vào số 1 nào. Nhà từ từ chân trái nào. Nhà từ từ đây đi thẳng, nhà từ từ nó đi thẳng đấy. Cứ nhả từ từ thôi, cứ nhả từ từ. Nhả nhanh quá nhá. Đạp hết côn đầy nổ lại nào, không cần phải vào số, đạp hết côn. Rồi, lại nhả lại, bỏ ấy ra. Tạm từ từ thôi, ông cứ đi chết máy là hỏng xe của ông ấy, không phải hỏng xe tôi đâu. Chậm thôi, nhanh quá. Được rồi, tôi cũng tạm được. Nhá, đừng đánh lái, đi sát đít đâm vào đít cho nó nghe thôi, không được đâm là được. Okay. Cứ đến đấy thì phanh là được. Nhá. Rồi. Đâm vào đít đi cho tôi. Ủa từ từ sợ. Hết côn. Ồ quỳ. Nha. Tôi đã hỏi đã đâm vào đâu. Tôi còn ngồi đây cơ mà. Ok. Nha, bây giờ làm lại nào. Bây giờ vào số lùi đi. Vào số lùi. Số lùi. Vào lùi nhá. Lùi luôn nhá. Vào lùi nhá. Lùi thẳng nhá. Lùi thẳng để tôi kéo bánh tay. Được rồi. Rồi. Bây giờ giữ thẳng lái này. Nhà chân phải nào. Bỏ không được phanh đâu. Ông không làm gì cũng phải phanh ạ. Không được phanh nhá. Không được phanh, không được tự động phanh. Rồi nhà côn từ từ nào. Nhà từ từ. Nhà chậm thôi. Đỡ lửa côn mà đừng nhả hết côn. Đây. Không được nhả hết côn, đỡ lửa côn để cho nó đỡ lửa côn. Nhả đi, sao bánh nó không lăn. Đỡ lửa côn. Tôi đang đỡ đấy. Nó lăn là được. Đỡ. Sao là nhanh ấy nhỉ? Nó chậm, thế là chậm lắm rồi đấy, không có gì nhanh à. Lùi đỡ đi. Lùi đỡ đi. Cứ lùi đỡ đi. Cứ lùi cảm giác lùi đi. Nếu mà hết côn là nó dừng lại đúng không? Nhả đi. Tôi biết rồi. Ông cứ cảm giác trên côn thôi. Thì cứ cảm giác trên côn. Cứ nhả đi. Cứ thả thẳng.
không được đánh lái, giữ yên lái, không được phanh. Cứ dùng côn rồi. Không, cứ đi lùi đi. Mình vừa tiến lên mà mình đã lùi được hết về chỗ cũ rồi. Bình thường. Mình đã lùi được về chỗ cũ đâu, lùi nữa nữa là lùi 10-15 mét nữa là đã về được chỗ cũ đâu. Lùi tiếp đi. Lùi tiếp. Cứ lùi nữa đi. Lùi đến cổng công ty, lùi nữa, cứ giữ thẳng lái lùi tiếp cho tôi. Lùi tiếp. Lùi để rồi thôi. Đạp hết côn nào, đạp hết côn nào. Đạp hết côn. Đạp hết côn. Đạp hết rồi đấy. Sao nó không dừng nhỉ? Rồi cứ để cho chui đi. Rồi, ông phải cảm nhận côn đấy nhá. Bây giờ nhá, bẻ lái ra. Bẻ lái lệch sang đây tí, được rồi. Bẻ nửa vòng nữa, một tí này thôi. Được rồi nhá. Bây giờ này. Bỏ chân phải ra. Bỏ chân phải. Vì số 1. Ra không, ép vào lòng. Lên 1. Nhà chậm từ từ. Lại chậm từ từ. Từ từ để xe đi qua cho. Thả cho con này đi qua đi. Tâm lý nó thoải mái. Cho này đi qua. Thả từ từ rồi. Thả từ từ nó đi đấy. Thả từ từ rồi. Đi đi. Nhà từ từ. Rồi. Không được đạp cái gì nha, cứ giữ yên thế. Nhà lái nào, giả thẳng lái nào. Ok, thẳng lái. Thẳng chưa? Được rồi. Sang bên phải này một nhúc lẫy, sang bên phải y như sang trái lúc nãy. Được chưa? Xe thẳng chưa? Bây giờ ông nhìn này, cái xe này nó phải thẳng cái chiếc này. Không nhìn được thì nhìn gương. Được chưa? Thì xong rồi về thẳng thẳng lái. Xe thẳng lái thì về thẳng lái. Được chưa? Nhìn gương. Được rồi, thế cứ trôi đi. Trôi đi không thằng nào đâm vào ông ạ. À. Ông thích ông đệm hết côn đúng không? Thả hết côn ra trôi đi. Ông thích ông đệm tí ga vào cho nó đến con xe đỏ kia đi. Được chưa? Đấy. Cảm giác sướng chưa? Bây giờ thế bây giờ còn sợ nữa không? Không. Xe ông đang lệch nhá. Xe đang lệch nhá. Chính chưa? Xe đang lệch đấy. Đấy, xe đang lệch. Rồi, ok rồi thẳng rồi. Cứ đi đi. Ê, con kia kìa. Đạp hết côn, đạp hết côn. Đạp hết côn. Về số 2, ép vào lòng về số 2. Cho con kia đi qua đã. Sợ cái gì? Không, tôi sợ. Nó không đâm vào mình đâu. Mình không đâm vào nó không đâm vào mình. Nó đi nó đâm vào mình đâu. Nó ê, tôi vừa vào được đây này. Rồi, ok. Ra ngoài nhá. Bây giờ này, nhìn nó là lé ra. Nhà côn này, này nhà côn lé ra. Rồi, đi đi. Ra xa quá rồi, nhả lại đi. Thẳng lái đi. Rồi. Sang đây đi, được rồi. Được rồi, thẳng lái đi. Ui, mẹ là con công nữa kìa. Cứ đi đi. Ông ơi đi, ông cứ đi đi, đạp ga đi, thốc ga lên. Ui, xe đằng cứ sau. Cứ đi đi, nó không đâm vào mình. Cứ đi thẳng đi, ông cứ đi thẳng đi. Ông cứ thẳng đường ông đi, đấy nó phóng nhanh này mà. Ông cứ thẳng đường ông đi, thằng nào đâm vào ông đâu. Cứ đi đi. Chẳng thằng nào đâu mà mình à. Đéo sợ đâu, thằng chẳng thằng. Ê ông, tí chỗ nào ít xe hơn đi. Không sợ đâu, chẳng thằng nào nó ra bắt. Ít xe gì? Thế đi lên trên kia xem có con lối như này không. Thế đi thẳng đi. Hơi né ra, hơi đánh ra phải tí nào, trái tí nào. Ôi xe sau kìa. Cứ đánh ông, ông đang xi nhan đây. Nó có bị mù đâu mà. Nó có bị mù đâu mà. Ơi, nhả lái lại, nhả nhanh, nhả nhanh. Nhả nhanh, nhả chậm. Được rồi. Nắn này cứ đi chậm thế, cứ đi thế rồi, cứ số 2 mà đi, được rồi. Cứ thế này. Thế này thôi, song song này. Ông mà không sợ các xe đối diện nhá thì ông đi cả huyện Thủy Nguyên với tốc độ như này cũng được. Yeah, đi một tuần sau là ông lái được xe, không cần gì cả. Chỉ học lùi mới lại học vào chuồng mới lại học ghép xe mới học kia thôi. Học bó vỉa thôi. Hiểu chưa? Quen quen hơn rồi này. Quen như nhiều như ông đã bảo tôi bảo rồi, chỉ 2 buổi thôi. Xi nhan phải, được rồi. Từ từ đừng đạp ga nào. Nhà hết ga nào, đánh lái cho. Đánh lái phải nào. Có đạp côn không? Không phải đạp côn. Ông đạp côn thì xe nó đi mới được. Ông ơi, đánh lái như nào? Vừa thôi, đánh vừa thôi. Đánh vừa thôi, cứ đánh nhẹ thôi, đánh nhẹ thôi, tôi vừa đánh thôi. Cứ đánh đi, cứ đánh đi. Đây, làm sao đồ giá lái đi, giá lái đi, giá lái, giá nữa. Ơ, giá hết con xe nó chéo. Cuống rồi, giá lại, được rồi, đi chậm. Đi chậm rồi, cứ đi bạp ga vào đi đi. Đấy, lái được rồi. Thế là lái được cái gì? Hai buổi như này là lái được. Cứ đạp đi, cứ đi đi, đi thẳng đi, đường của ông ấy. Đường này đường của ông, không cứ đi thẳng đi, xem có lối nào lại cua phẳng. Cứ đi thẳng. Đường này đường của ông. Cứ đi không? Một mình một xe, một mình một đường. Đi đánh ấy ra sát vừa vào vỉa trái này quá. Xe của mình phải đi ra làn kia chứ không phải đi làn này. Đấy. Cứ bình tĩnh nhá. Ép vào trái. Ép vào trái đây đúng không? Ép vào trái đi. Xi nhan đi, mình đang vào làn. Đấy, xi nhan. Nhưng mà ông đang đi nhanh quá, đi chậm lại. Sang bên kia đi làn à? Không phải đi sang làn, ông đi ép vào cái vỉa bên kia. Đây là đường làn xe máy. Đấy. Đằng sau có xe không? Không có xe, cứ đi đi. Nha. Trả đây. Có xe nó phải nhức còi nhá. Được rồi, trả đây đúng rồi đấy. Đúng rồi. Đấy, lái được đấy, cứ đi đi, cứ chậm lại mướn vai nhẹ nhàng đi tiếp. Đấy, đừng đâm vào vỉa là được. Cứ đi cách cái bây giờ mình nối lái non mình cứ cách cái vỉa đấy 1 mét cũng được, không sao cả. Cứ kệ mẹ nó, đi 80 phân được.
bắt đầu có cảm giác rồi tính sau. Đấy, đang có cảm giác rồi, ông đang có cảm giác rồi. Nhanh, nhanh. À, cứ đi rồi, cứ chậm chậm thế này mà đi. Cứ xem có lối nào vắng hơn thì vào, không thì thôi, cua ra. Nó chỉ có một cái đường đấy thôi. Cứ đi đi, đi đi. Quan trọng là tôi, cái lúc cua ấy, cua mình chưa có cảm giác được. Làm sao có cảm giác được, phải quay đầu nhiều. Bây giờ nhá. Đây, ông xem bây giờ là đạp hết cua này, về số 1 này. Đạp hết côn ra số 1. Ừ, đạp hết côn. Đạp hết côn ra số V1. Ra số V1, cứ để nó trôi đi. Nó trôi lên trên kia. Được chưa? Cứ để nó trôi nhá. Có thả côn không? Không, đạp cái côn cho tôi. Nào, đánh hết nai nào. Đánh hết rồi. Đánh luôn á. Chuẩn bị. Rồi. Đấy, rồi, nắn theo đi là được. Hết nai đi. Muộn rồi. Nhả côn, không trôi à. Nhả côn. Chậm thôi, nhả chậm, nhả cái. Ui giời. Ui. Sợ quá. Xe nó trôi thôi. À tức là nhà côn ra đúng không? Xong phát phải nhà côn luôn. Nhà côn và nhà nái luôn. Quên cơ mở được rồi. Ừ đấy. Tôi. Đi đi. Bây giờ là như nào? Chết máy rồi. Để lại, đạp hết côn để lại. Đây này hại nhở? Hại chứ. Tập xe tập không sao đâu. Xe mới. Nào. Ok. Đây, thả. Ra đây một tí. Nào, lái lại, nắn lại theo đường, bóp lại theo đường. Để học quay đầu chứ. Lại chết rồi đúng không? Không sao cả. Ra chậm rồi, ra chậm rồi, ra chậm rồi. Càng chậm càng tốt. Sao nhỉ? Nào. Ra số công, ra số công, ra số công, đạp hết côn ra số công này. Rồi, đi nổ lại này. Không vào số, nhà côn à, nhà côn à. Nhà côn này. Được rồi, chưa? Có cảm giác gì không? Có không. Cảm giác máy móc làm sao không? Không. Đạp hết vào. Rồi. Chậm. Thật chậm cho tôi. Chậm, cứ càng chậm càng tốt. Chậm rãi nào. Chậm quá có được không? Chậm quá thì nó mãi không đi sao nữa. Sao nhỉ? Bị giật cục rồi. Giật cục rồi. Không làm được rồi. À? Tâm lý rồi. Hết tập không trung. Tôi giả bình thường hết. Yeah. Rất bình thường luôn. Tức là tôi cứ đưa đến đoạn đấy tôi vẫn bình thường mà nó lại chết đúng ở chỗ đấy. Không hiểu không? Nào, vào số lùi nào, vào số lùi nào. Số lùi à? Ừ. Có xe làm sao? Không, tôi bảo thì làm đi, tôi nhìn rồi. Ok. Vào số lùi chưa? Rồi, lùi lại nào. Lùi lại một tí nào, giả lùi nào. Cứ nhả ra đấy, nhả ra côn này. Rồi phanh, phanh côn, côn phanh. Nào, về số 1 nào. Rồi người tôi về chưa? Thấy chưa? Rồi. Phanh côn nhả ra, được rồi, chậm rồi. Đấy, nó không chết nữa. Ừ, đấy. Chân tôi vẫn thế mà. Nha, đi đi.